Quý vị và các bạn thân mến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ bộ phận khu vực 4 phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ đảng viên trên tinh thần đoàn kết, đã làm tốt công tác dân vận khéo, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trước đây, hẻm 90 đường Hồ Trung Thành, khu vực 4 phường Trà An, quận Bình Thủy, mỗi khi trời mưa xuống hay triều cường lên đều bị ngập nặng, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của 13 hộ dân nơi đây. Những tháng đầu năm 2023, hẻm được đầu tư 150 triệu đồng, nâng cấp mở rộng từ 2,5m lên 4m. Bà con rất vui mừng. Đi ra với con đường này bây giờ là khang trang rồi. Coi như vậy là đi cũng thông thoáng, cũng sạch sẽ. Rồi cũng có là bố trí lại, tu bổ lại cột cờ, rồi lắp đèn chiếu sáng và lắp camera. Thì bà con nói chung là cũng thoải mái thôi. Coi là có an tâm là đi công việc của mình và làm ăn của mình thôi. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, mà hơn 2 năm qua, Đảng bộ bộ phận khu vực 4 đã vận động nhân dân nâng cấp mở rộng nhiều tuyến hẻm trong khu vực. Trong đó nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng. Đặc biệt là làm đến đâu, bà con phấn khởi đến đó. Nổi bật nhất là hẻm 3 thuộc tổ 1, tổ 2 đường Lê Hồng Phong khu vực 4, được đầu tư trải nhựa rộng 5m, dài 200m. Gắn cột cờ và 3 camera an ninh, đồng thời xây dựng nâng cấp nhà văn hóa khu vực rộng rãi khang trang với số tiền vận động xã hội hóa trên 500 triệu đồng. Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động và sáng tạo và đặc biệt là tập trung vào các cái mô hình trọng tâm, trọng điểm thì chúng tôi đã làm tốt các cái mô hình mà theo cái chỉ thị 05 và công tác dân vận khéo rồi hàng năm chúng tôi đã đạt và vượt một cách xuất sắc. Đảng bộ bộ phận khu vực 4 là một trong các chi đảng bộ dẫn đầu thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ chỉ tiêu đảng ủy phường đề ra, và cũng qua cái hội nghị giữa nhiệm kỳ thì đảng bộ phường cũng đã tặng cái khen cho đảng bộ khu vực 4 về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, nổi bật nhất là các cái mô hình chỉ thị thực hiện chỉ thị 05 cũng như là cái kết luận 01 của Bộ Chính trị. Qua 2 năm thì đảng bộ và bộ phận khu vực 4 thực hiện rất là nhiều công trình thiết thực cũng như là đem lại cái cảnh quan môi trường cho khu vực, nhất là cái bình thiết kế văn hóa. 198 đảng viên đảng bộ bộ phận và nhân dân khu vực 4 luôn đoàn kết quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều năm liền, đảng bộ bộ phận khu vực 4 được đảng bộ phường Trà An tặng giấy khen, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung xây dựng phường Trà An trở thành phường đô thị văn minh.